Và xin chào các bạn khán giả đang thong thả xem trước video ngày hôm nay. Và ở đây có một video ẩn chứa rất nhiều điều thú vị về các chị ong no. Và ngay bây giờ hãy cùng vào video để xem những điều thú vị và bất ngờ trong cuộc sống của loài động vật nổi tiếng chăm chỉ làm mật cho đời này các bạn nhé. Giải mã 7 bí ẩn thú vị về loài ong. Tại sao ong mật lại chết sau khi đốt con người? Có thể với chúng ta thì mật ong chỉ là một thứ gia vị nhỏ trong cuộc sống, nhưng đối với những con ong mật, đó là cả mạng sống của chúng. Và để có 100g mật ong, một con ong phải bay một quãng đường là 46.000 km, bằng với khoảng cách của một vòng trái đất. Và hơn nữa, ong mật là loài rất ít khi đốt người, trừ khi mà chúng bị tấn công hoặc cảm thấy ong chúa hay là tổ đang bị đe dọa. Và lúc này, chúng sẽ dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ tổ. Bạn có biết vì sao người ta lại nói ong mật dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ tổ hay không nhỉ? Đó chính là vì sau khi đốt người, những con ong mật này sẽ lăn đùng ra và chết. Trong khi các loài ong khác, ví dụ như là ong vàng, ong bắp cày, vân vân, thì lại không hề hấn gì. Nguyên nhân của cái điều kỳ lạ này là do các cấu tạo sinh học khác biệt của loài ong mật. Kim châm hay còn gọi là nọc độc của ong mật có cấu tạo kéo dài và dính liền vào trong ruột của nó, nối liền cái tuyến độc lớn nhỏ của ong với cơ quan nội tạng. Đầu ngòi bụng có chiếc móc ngược nhỏ lên, nên sau khi ong mật mà đốt người, mũi kim đó sẽ mắc vào da người rất là khó rút ra được. Khi mà chúng dùng sức để rứt ra và bay đi thì sẽ làm cho cả cơ quan nội tạng cứ phải gọi là bị lôi hết cả ra ngoài. Và khi đó con ong sẽ chết chỉ trong vòng vài phút. Và có lẽ đây cũng là lý do khiến ong mật rất ít khi tấn công con người và chỉ đốt khi cảm thấy bị dồn vào nguy hiểm. Vì thế chúng còn được gọi bằng một cái tên rất chi xứng đáng khác, đó là con ong bảo vệ. Vết đốt của ong mật nguy hiểm như thế nào? Mặc dù nổi tiếng với vai trò là thụ phấn và sản sinh mật, không hung hãn và quá nguy hiểm như mấy anh em đồng trang lứa ong bắp cày hay là ong vỏ vẽ, nhưng cũng đừng ai dại gì mà trêu ong mật nhé. Bởi vì một khi đã máu thì cứ đừng hỏi bố cháu là ai luôn. Ngòi đốt của ong mật chứa nọc hình răng cưa, nên khi mà đốt chúng mắc luôn vào da để lại ngòi độc tại vết đốt. Chúng ta nếu lấy ngòi độc không cẩn thận sẽ bóp thêm chất độc vào trong sâu vết đốt, dẫn đến ngộ độc nọc ong, làm nọc ong đi vào cơ thể phá vỡ các tế bào, làm các cơ quan bị tổn thương và có thể dẫn tới tử vong. Và cũng chưa hết, những vết đốt của ong mật hoàn toàn có khả năng gây ra phản ứng dị ứng, dẫn đến sốc mẫn cảm cho người bị tấn công. Đặc biệt, sốc mẫn cảm là một tình trạng y khoa nghiêm trọng, cần cái sự hỗ trợ y tế ngay lập tức và thậm chí có thể gây tèo. Và trong dân gian thường hay lưu truyền một cái trò chơi rất chi mạo hiểm, đó là chọc cổ ong. Tuy nhiên đừng dại gì mà chơi cái trò này các bạn nhé, bởi vì một khi kích động thì ong thường tấn công theo đàn luôn. Càng nhiều vết đốt thì càng nguy hiểm, nhất là các vết đốt gần vùng đầu, mặt và cổ. Chúng có thể gây ra tình trạng sưng nề, chen vào đường thở gây ngạt thở. Trời trời ơi, nguy hiểm quá nha mạng. Nguy hiểm thế này ấy, thì phải lưu ngay vài cái cách xử trí khi mà bị ong đốt để còn đề phòng cái tình huống khẩn cấp ngay và luôn các bạn nhé. Sau khi bị ong đốt thì chúng ta cần nhanh chóng di chuyển tới khu vực an toàn tránh bị đốt nhiều hơn, rồi tìm cách loại bỏ ngòi độc. Nếu bị ong mật đốt, ngòi độc sẽ nằm ở giữa vết đốt, cần lấy nó ra bằng cách dùng thẻ nhựa cứng hoặc là sống dao gạt ngang qua vết đốt có ngòi độc. Và nếu dùng móng tay hoặc nhíp, tránh bóp nặn ép ngòi ong, nếu không nó sẽ tiết nọc độc vào sâu ở bên trong da. Và tiếp theo là rửa sạch cái vùng da bị đốt bằng xà phòng và nước lạnh. Nếu có thể hãy sát khuẩn bằng dung dịch cồn y tế hoặc là dung dịch sát khuẩn, chườm lạnh trên vùng bị đốt bằng nước lạnh hoặc là nước đá để giảm đau. Và phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất nếu bạn bị đốt quá nhiều. Chuyện lạ có thật, nuôi ong làm thú cưng. Ở đây có nhà bạn nào nuôi ong không ấy nhở? Nhà các bạn nuôi ong để lấy mật hay là với mục đích gì? Comment ngay xuống phía bên dưới các bạn nhé. Nói thật là nuôi ong lấy mật thì từng thấy nhiều rồi, nhưng mà từ cái lúc mặc áo mới này đây ý, là lần đầu tiên thấy có người nuôi ong làm thú cưng các bạn ạ. Chẳng buồn nuôi chó, cũng không thích nuôi mèo. Nhiều người Mỹ hiện nay đang chạy theo cái mốt mới, đó là nuôi ong trong nhà như là thú cưng. Và cái trào lưu này được khởi xướng bởi ông Mike Jangle, nhà đồng sáng lập ra Bees Co-System. Trong một cái lần ngẫu hứng thì ông này đã nghĩ ra một nước đi không ai lường trước được, đó là tạo ra tác phẩm nuôi ong tay áo, nuôi ong trong nhà, với hai cái tủ kính tựa lên bức tường giống như là bể cá. Bên trong tủ kính là tổ ong mật. Những con ong này ngày ngày được tự do bay ra ngoài để hút phấn hoa về làm mật theo một đường ống dẫn ra ngoài cửa sổ. Và sau khi áp dụng với bản thân thành công, ông Mike Jangle còn biến ý tưởng này thành một hệ thống kinh doanh. Ông cho biết rằng sản phẩm này chủ yếu được thiết kế cho cuộc sống thành thị và khu dân cư. Cách lắp ráp hệ thống thì cũng khá là đơn giản.
không cần phải khoan tường mà chỉ gắn khung lên tường. Và ông khẳng định sản phẩm này rất là an toàn bởi ong mật tương đối ngoan ngoãn. Và cái điều tốt nhất khi bạn chọn nuôi những tổ ong này làm thú cưng chính là chúng ta có thể thu hoạch mật ong ngay tại nhà. Chỉ cần dùng dao cắt một đoạn của tổ ong là có thể có mật ong tươi ngay tại chỗ. Và mỗi tổ ong như thế này có thể sản xuất khoảng 0,5 cân mật ong. Đúng là một công được hẳn đôi ba việc. Vừa tạo được mấy em thú cưng gọi là chất hơn nước cất, lại vừa có mật ong ngon trong nhà làm. Nước đi này đúng là amazing good job em. Và các bạn trẻ đây có ai thích nuôi ong làm pet không ấy nhở? Hãy comment ngay xuống phía bên dưới các bạn nhé. Tại sao ong mật lại là nỗi khiếp sợ của loài voi lớn? Các bạn biết tin gì chưa ấy nhở? Các nhà khoa học gần đây đã công bố một thông tin làm điên đảo thế giới động vật. Đó là loài voi to xác lại trở nên khiếp sợ và lo lắng trước những đàn ong mật nhỏ xíu. Theo một cái nghiên cứu tại vườn quốc gia ở Nam Phi cho thấy rằng, voi bụi rậm châu Phi luôn tìm cách tránh xa những con ong mật đang tức giận. Và nguyên nhân của cái sự việc ảo ma Nobita này chính là do ong mật giải phóng hợp chất hóa học được gọi là pheromone khi mà chúng cảm thấy bị đe dọa. Đây là một tín hiệu tự nhiên của loài ong, giúp kêu gọi bạn bè của chúng đến giúp đỡ trong các trường hợp khẩn cấp. Tuy anh bé nhưng mà đồng bọn anh nhiều nên là anh chết tất. Và đương nhiên là con người chúng ta không thể phát hiện loại tín hiệu hóa học bí mật này. Ấy vậy mà, bằng một cái cách kỳ lạ nào đấy, tuy không cùng nòi cùng giống, nhưng loài voi lại có thể cảm nhận được tín hiệu này của ong mật và chúng cảm thấy rất là sợ hãi trước chúng. Và các nhà khoa học cho rằng, voi sợ ong bởi vì chúng không thích bị đốt vào các mô mềm trên thân và ở xung quanh mắt. Và trong quá trình sinh sống của mình thì những con voi đã học được cách nhận biết pheromone, báo động của ong mật như một cách để tránh những vết đốt đau đớn. Hiện nay thì giới khoa học đang tiếp tục nghiên cứu về hiện tượng này và họ hy vọng rằng có thể sử dụng một đặc điểm này như là một biện pháp để giữ cho voi không đến gần các khu vực có người sinh sống. Loài ong thông minh đến mức nào? Và sau đây chúng ta sẽ đến với chuyên mục trí khôn của ong đây. Đảm bảo 500 anh em sẽ phải cực kỳ là ngỡ ngàng luôn. Đầu tiên thì chính là trí nhớ siêu cao thủ của chúng. Não ong có kích thước nhỏ chỉ như một hạt vừng thôi, nhưng lại có khả năng đáng kinh ngạc và trong cái việc học hỏi, ghi nhớ, thậm chí là thực hiện các phép tính phức tạp về sức bay và quãng đường khi mà đi kiếm mật. Các giác quan của ong có thể phát triển một cách đáng kinh ngạc. Chúng có thể cảm nhận cái sự khác biệt giữa các hình ảnh trong vòng chưa đầy một giây và nhận ra cái mùi hương rất là nhạy và thậm chí chúng có thể nhận biết và ghi nhớ khuôn mặt. Trong một nghiên cứu ở Úc, các nhà khoa học đã cho ong mật xem hình ảnh đen trắng chụp mặt người và kết quả đã cho thấy rằng loài ong thông minh hơn chúng ta nghĩ khi mà chúng hoàn toàn có thể phân biệt được các ảnh chụp. Và cũng chưa dừng lại ở đấy thì loài ong còn thông minh đến mức biết tìm cách thúc ép hoa nở sớm để chúng không còn bị bỏ đói trong những mùa hoa ít nở. Chúng ta đều biết rằng nguồn thức ăn của ong phần lớn là phụ thuộc vào mùa hoa nở. Thời điểm cây cối nở hoa nhiều ví dụ như là mùa xuân thì ong sẽ phát triển nhanh hơn. Trong khi mùa đông tới, số lượng ong giảm dần do cái nguồn thức ăn bị giảm. Nhưng trong cái khó lại ló cái khôn, loài ong đã dùng cách đó là cắn gặm cái lá cây chưa ra hoa với mục đích kích thích cây ra hoa sớm. Và kết quả thật đáng kinh ngạc khi mà hành động nhỏ này khiến thực vật ra hoa sớm tới hơn 30 ngày so với bình thường. Mà không chỉ mỗi thông minh đâu. Loài ong mật còn nổi tiếng là một loài yêu thể dục thể thao, suốt ngày bay lượn ngoài đường, nhưng chúng vẫn có một động tác nhảy gọi là vũ điệu lắc lư riêng rất là đặc trưng. Và theo các chuyên gia, các động tác này chính là cách giao tiếp thông minh giữa cái loài ong. Khi một con ong thợ quay về tổ, nó sẽ di chuyển theo hình số 8 và lắc lư để thông báo với đồng đội phải đi đâu để tìm nguồn thức ăn tốt nhất. Loài ong nào đáng sợ nhất thế giới? Và xin thưa, đó chính là ong bắp cày khổng lồ châu Á, loài ong lớn nhất và nguy hiểm nhất trên thế giới hiện nay. Ong bắp cày khổng lồ châu Á là một loài côn trùng bản địa khu vực ôn đới và nhiệt đới Đông Á. Chúng sở hữu lợi thế cơ thể siêu to bự cha bá với chiều dài lên tới 5cm, sải cánh rộng tới 7,5cm và có vết cắn đau đớn hơn bất kỳ loài côn trùng đốt trích nào khác. Ngoài ra thì nọc độc của loài ong bắp cày này còn chứa 8 loại hóa chất khác nhau và sau khi tiêm vào cơ thể, nó sẽ tấn công hệ thần kinh và đe dọa tính mạng của nạn nhân. Mà các bạn có biết hay không, dù là một loài ong nhưng mà ong bắp cày khổng lồ châu Á lại chẳng hề mảy may gì đến phấn hoa hay là mật cả, mà chúng lại là một loài ong ăn thịt. Với cái sự lợi hại của mình, chúng có thể nghiền nát cả những con bọ ngựa và một số côn trùng lớn khác để làm thức ăn. Và không chỉ là nỗi khiếp sợ với nhiều loài côn trùng, những con ong to chà bá lửa này cũng là mối nguy hiểm với con người. Ong bắp cày khổng lồ châu Á cũng bị liệt vào danh sách những động vật sát thủ khi nó là nguyên nhân gây ra cái chết của ít nhất 6 nạn nhân ở Pháp. Vết chích của con quái vật ong này cũng được ghi nhận đã giết chết 41 người và khiến hàng trăm người khác bị thương ở tỉnh Thiểm Tây Trung Quốc vào năm 2013. Và tính đến nay, số lượng nạn nhân bị loài ong bắp cày khổng lồ tấn công đã lên đến hàng ngàn người rồi. Chính vì nó quá là đáng sợ,
nên anh em hãy nhìn kỹ lại một lần nữa cái hình dáng của loài ong này và nhớ thật kỹ hình bóng ấy để sau này ấy có gặp ở đâu thì túm cái váy lại và chạy ngay đi trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn các bạn nhé. Có phải con ong nào cũng có thể đốt người hay không? Và xin hỏi đây, đã ai nghĩ rằng tất cả các con ong đang lượn lờ ngoài kia đều có thể đốt chúng ta mỗi khi nó cảm thấy bị đe dọa hay không nhở? Nếu bạn nghĩ thế thì không đúng đâu nha, bởi vì ong thì cũng có loại nọ loại kia. Có ong thì đốt được và có con ong thì cũng chẳng thể nào đốt. Và trên thực tế thì chỉ có ong thợ mới có thể dùng kim của mình để đốt khi mà chúng cảm thấy đe dọa mà thôi. Chiếc ngòi mà ong dùng để tấn công chính là vòi đẻ trứng của chúng biến thành. Do đó chỉ có ong cái mới có ngòi, còn ong đực thì không. Và tất cả các con ong thợ đều là ong cái, tuy chúng không sinh nở được. Trong loài ong thì có con cái nhiều hơn con đực và chúng lại có lối sống rất chi là đặc biệt. Các chàng trai thì cứ cả ngày ru rú ở trong nhà, rất ít khi bay ra khỏi tổ. Còn các cô ong cái lại phải ra ngoài kiếm mật. Thế mới biết tại sao lại có cái câu hát chị ong nâu 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 nâu, mà lại không có cái câu anh ong nâu 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 bay đi kiếm mật. Và ngoài ong thợ ra thì ong chúa cũng có vòi, nhưng chúng thường không rời khỏi tổ để tự bảo vệ mình khỏi những nguy cơ mà sẽ được bảo vệ bởi ong thợ và ong đực. Nên túm lại, chỉ có những con ong cái mới có khả năng đốt người mà thôi.